Minh Hữu. Đi. Minh Hữu. Bơi. Minh Hữu. Sao Quỳnh lại bị bắt vậy? Quỳnh đừng nói nhiều nữa. Mau đi báo Trần đại nhân giúp ta. Lẹ lên. Lẹ lên. Tôi biết rồi. Lẹ lên. Đi lẹ lên. Đi nhanh lên. Đi đi. Minh Hữu đã bị kết tội đầu độc Giang B khi hắn bị giam ở trong tù. Giang B đã lăn ra chết sau khi ăn thức ăn mà Minh Hữu đã mang vào. Vì lúc đó có những ai? Lúc đó có cô Mơ đang bị tạm giam với hai lính canh. Bọn họ đứng ra làm chứng là có thấy Minh Hữu mang thức ăn vào và đã chứng kiến tên B lăn ra chết sau khi ăn thức ăn có thuốc độc. Nhưng cô Mơ thì không sao, bởi vì cô đã không ăn thức ăn đó. Vậy thì phải kiểm tra nguồn thức ăn đó có độc hay không? Ta đã cho kiểm nghiệm rồi, đúng là có độc. Con chó sau khi ăn thức ăn đó đã lăn ra chết. Nhưng có điều này, ta muốn nói thật với ngài là tình hình của Minh Hữu thật là khó xử, bởi vì đã có đầy đủ vật chứng nhân chứng để kết tội. Ta cũng vì nể ngài mà câu lưu giam Minh Hữu một thời gian để chờ ngài đến. Nhưng mà cả thôn đều biết chuyện của Minh Hữu, buộc lòng phải đem Minh Hữu ra xét xử. Và ta e là Minh Hữu khó thoát tội. Ta không tin Minh Hữu làm chuyện đó. Giết người thì phải có động cơ. Vậy động cơ của Minh Hữu là gì? Giết chồng đoạt vợ thưa ngài. Đại nhân. Ừ. Đây là Lê Đỗ, người trực tiếp thụ lý vụ án của Minh Hữu và cũng chính là người giao Minh Hữu. Xin hỏi ông, động cơ của Minh Hữu trong vụ án này là gì? Ta nghe nhưng chưa có tỏ. Ai ai cũng biết Minh Hữu là cố nhân của Mơ, và ngày trước hai người có tình ý lúc Mơ chưa lấy chồng. Sau này khi gặp lại, Minh Hữu có vẻ nuối tiếc tình xưa, nhưng cô Mơ đã sa ngang. Khi chứng kiến được cảnh Mơ bị chồng đánh đập và hành hạ, Minh Hữu đã xót xa và đem tiền bạc thuốc thang đến cho Mơ. Sau khi nghe Mơ phân trần cuộc sống hiện tại, Minh Hữu đã rắp tâm sắp đặt kế hoạch để làm đẹp lòng người tình xưa. Cơ may đến, lúc vợ chồng Mơ bị bắt giam, Minh Hữu đã đem thức ăn có độc vào và nói nhỏ với Mơ đừng ăn, để giết chồng Mơ. Đó là toàn bộ kế hoạch giết chồng cướp vợ mà Minh Hữu đã đề ra. Hay lắm. Những gì mà ông đội trưởng thuật lại nghe có vẻ ly kỳ và hoàn hảo. Nhưng đó chỉ là giả thuyết của ông, không hề có dẫn chứng gì cả. Đến cả suy nghĩ của Minh Hữu mà ông cũng có thể nghĩ ra, quá là tài tình. Nhưng xin mạn phép nhắc ông, nếu áp đặt tội cho tội nhân theo dự đoán cá nhân người làm quan thì sẽ dễ xử án quan cho dân tình lắm. Tôi sẽ từ từ minh chứng cho ông thấy những gì tôi nói đều có bằng chứng xác thực. Và tôi nhắc cho ông nhớ rằng đội trưởng Lê Đỗ này công tư phân minh. Bất kể hắn là người của ai đi chăng nữa, khi lên công đường đều bị tra khảo và xét xử giống như dân thường mà thôi. Nếu triều đình có được những người thực thi pháp luật như ông, thật là phúc cho dân chúng. Nhưng ta chỉ mong ngài đừng vì mong muốn lập công mà phán xét một vụ án hấp tấp khi chưa đến phần kết luận án tích. Quan nguyện, ta có thể đi gặp Minh Hữu nói vài lời có được không? Được, ta sẽ dẫn lại đi. Nghe nói ngươi là kẻ có tài xuất chúng phá án như thần, để ta xem phen này có cứu được tay chân của mình không. Ta muốn nói chuyện với Minh Hữu một lát. Ừ, được. Minh Hữu. Đại nhân. Đại nhân. Đại nhân. Tiểu nhân dại dột nên bị
mắc bẫy bọn hèn hạ. Giờ tiểu nhân hối hận lắm, xin đại nhân hãy tha thứ tội. Giờ là lúc cần ngươi phải bình tĩnh để mà suy xét, chứ không phải lúc để ngươi ân hận. Ngươi có biết ai là người đã hại ngươi không? Tiểu nhân suy nghĩ hoài nhưng mà vẫn không hiểu ra họ làm vậy với mục đích gì. Minh Hữu không hề gây thù chuốc oán với ai, họ muốn ép chết Minh Hữu thiệt mà. Thức ăn đó ngươi lấy từ đâu? Tiểu nhân mua ở hàng quen, thật khách rất là đông. Tại sao lại ngộ độc như vậy được chứ? Thật là kỳ lạ. Khi vào đây thăm nuôi, ngươi có rời mắt khỏi thức ăn giây phút nào không? Không có. Tiểu nhân nhớ là tiểu nhân xách trên tay, chỉ đến khi vào đây thì có lính khám xét thức ăn và cũng khám xét người của tiểu nhân. Nhưng mà họ là người của quan huyện mà, họ muốn hại tiểu nhân để làm gì chứ? Vậy những người quen trước đây có ai gây thù chuốc oán gì không? Có thể là họ để bụng cho nên họ muốn ra tay khi có gì. Giờ tiểu nhân rối trí lắm, tiểu nhân nhức đầu lắm, tiểu nhân không thể nào nghĩ ra được. Nhưng mà quan huyện bảo sao vậy thưa đại nhân? Ngươi khó mà thoát tội được, bởi vì có đầy đủ nhân chứng và vật chứng có thể kết tội ngươi. Nhân chứng, vật chứng? Đúng vậy. Đó là gói xôi có độc, hai tên lính và cô Mơ. Tiểu nhân biết rồi. Tạm thời ngươi cứ ở trong đây đi, ta sẽ cho người dò la thông tin để xem thử coi có manh mối gì gỡ tội cho ngươi không. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Ngươi phải hết sức bình tĩnh nha Minh Hữu. Đa tạ phu nhân. Gặp cô Mơ đó thì có phải không dính vô mọi phiền phức này rồi? Về đây cảnh cũ người cũ, không đi tìm gặp mấy lạ. Quỳnh ấy cứ lặng lẽ đi đi về về, không biết nghĩ cái gì trong đầu. Tiểu nhân biết vậy sẽ kéo Quỳnh ấy theo, không cho lưu lại thì đâu xảy ra chuyện gì. Ở trong đó ngày nào thì khó ngày đó. Trần Trung à, con đã tìm cách nào để giải cứu cho nó chưa? Mẹ à, chúng ta là người chấp pháp, làm cái gì cũng phải nghĩ tới chứng cứ. Bây giờ mọi người hãy chia nhau đi khắp hang cùng ngõ hẻm dò la manh mối. Phải nhớ là dù chỉ là một manh mối nhỏ thôi cũng không được bỏ sót. Dạ. Ông, hôm nay từ tối tới giờ luôn á, tôi thấy ông lúc nào cũng cười hết, có vẻ tâm đắc lắm rồi nha. Ta đang nghĩ tới ngày ra công đường, chứng kiến gương mặt của Quan Trung khi thấy thuộc hạ của mình bị xử tội mà không làm gì được. Ông nắm chắc phần thắng hả? Thật là nực cười. Nào là Quan Trung xử đâu thắng đó, nào là khắc tinh của bọn hung thủ, nào là cứu tinh của bọn dân làng. Có lẽ thiên hạ chỉ thổi phồng hắn mà thôi. Nếu bà có mặt ở nơi đó, chắc cũng sẽ thấy rõ tên Trần Trung lý lẽ yếu ớt, chống đỡ bên vực cho thuộc hạ đã bị ta làm cho cứng họng luôn. Nhưng còn chuyện của con Mơ, ông tính làm sao? Không lẽ ông định thả nó đi như lời ông đã hứa? Chỉ khi nó hết giá trị lợi dụng, nó cũng chỉ là con chút thí mà thôi. Tôi cảm thấy lo lo. Lo sao? Thì cái ông Quan Trung gì đó, tôi thấy ổng không có tầm thường như ông nói đâu. Nếu không, làm sao mà người ta nổi tiếng tới như vậy? Ông đừng có dễ ngươi. Tôi chắc chắn là ông ta lo cho thuộc hạ của ổng ra. Mà khi Minh Hữu đã thoát được rồi mà liên kết với con Mơ, thì ông ơi, nguy hiểm lắm. Được rồi, tôi sẽ cho chặn hết mọi ngã đường, không để bất cứ sai sót nào xảy ra.
Sao lại giết Bê chứ? Ông chỉ dạy cho tôi nói với Minh Hữu là tôi thèm đồ ăn, rồi kêu Minh Hữu đem vô. Đâu có nói là đầu độc giết chồng tôi đâu. Ông hứa với tôi mà sao không thực hiện lời hứa? Đến giờ tôi vẫn còn bị bắt. Thảo nào ông dặn tôi không ăn mà hãy đưa chồng tôi ăn, thì ra ông đã sắp đặt sẵn kế để hại chồng tôi rồi. Cấm miệng. Chồng mày là do Minh Hữu giết. Nhớ kỹ, khi mở miệng ra phải nói như vậy. Đừng có hồ đồ mà chết mất mạng. Tôi không biết gì hết. Ông biểu thì tôi làm theo ông rồi đó. Ông đưa vàng cho tôi đi xa đi. Tôi không muốn đứng ra làm chứng hay nhìn mặt Minh Hữu một lần nào nữa hết á. Mày yên tâm, tao đói thì tao sẽ giữ lời. Nhưng trước khi đưa cho mày số vàng như đã hứa, tao muốn mày làm cho tao thêm một việc nữa. Xong việc, tao sẽ thưởng thêm cho mày 50 lạng bạc. Tới lúc đó, mày tha hồ đi xa mà hưởng phước. Làm gì cũng được, nhưng mà đừng cho tôi gặp Minh Hữu. Chẳng những mày phải gặp, mà còn chỉ thẳng vào mặt nó, vạch trần bộ mặt của nó. Tôi không làm theo bất cứ chuyện gì ông dặn nữa. Đâu biết khi tôi làm xong, tôi có còn mạng để lấy vàng hay không. Mày không còn sự lựa chọn nào cả. Một là mày làm theo lời tao nói. Hai là mày phải chết. Hey, đi mấy ngày trời ròng rã mà không tìm ra được manh mối nào hết. Tiểu Nhân cũng đâu khác gì bá mẫu, mà hình như dân làng họ sợ cái gì đó. Khi mà nghe thấy người của quan trung á hỏi cái gì thì họ lắc đầu ngoe ngoẩy à. Mà lạ nhất là hả, sau khi hỏi thì họ lăm lét nhìn xung quanh. Hey, kỳ này là Minh Hữu chết chắc. Nếu mà kéo dài thì càng nguy hiểm cho Minh Hữu. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là mang Minh Hữu ra xét xử tại công đường rồi. Sao nhanh vậy? Trong khi đó mình chưa tìm ra được manh mối để minh chứng cho Minh Hữu ngoại phạm mà. Theo trình tự như vậy là đúng rồi mẹ, không thể nào kéo dài hơn nữa. Đại Tẩu à, vậy bây giờ mình tính sao? Không lẽ mình ra công đường đứng nhìn Minh Hữu bị kết án sao? Đại Nhân, Tiểu Nhân có ý này hay là mình tạo chứng cứ giả đi Đại Nhân? Không được, không được làm bậy. Càng làm á là càng làm hại Minh Hữu đó. Đại Tẩu à, Đại Tẩu không biết đâu, hôm qua Tiểu Nhân vào thăm tội nghiệp Minh Hữu lắm. Minh Hữu cứ luôn miệng hỏi là Đại Nhân đã tìm được manh mối chưa. Đại Nhân à, Minh Hữu tin Đại Nhân sẽ có cách cứu được Minh Hữu. Đầu dây mối nhợ là tại cái cô mơ gì đó. Nếu như Minh Hữu không dướng vào cô ta thì đâu có gặp chuyện gì đâu. Đúng là hồng nhan ngọa thủy mà. Có thể Minh Hữu đã tin nhầm người. Mơ của Minh Hữu không như ngày xưa nữa. Chết xa trường cũng chết, mà đi chết cái lỗ trăn trâu này mới đau chứ. Minh Hữu ơi là Minh Hữu. Nè Dương Võ, nhà ngươi nói vậy đó chứ nhà ngươi không nhớ vụ án Thúy Liễu xưa kia hả? Chính nhà ngươi á cũng đã suýt chết vì Thúy Liễu đó. Dạ, bá mẫu. Có phải ta vô dụng lắm không? Đến một thuộc hạ trung tín mà ta cũng không bảo vệ được, thì nói gì là làm chuyện lớn chứ. Đại Nhân, Đại Nhân cũng đừng trách mình thái quá. Chuyện của Minh Hữu hiện tại chưa tìm ra phương cách, nhưng mà cũng không đến nỗi cùng đường. Vì thực chất Minh Hữu không phải là hung thủ. Cái mà ta đang nghĩ, ai là người đã trắp tâm hại Minh Hữu và động cơ là gì? Nhắm vào ai? Và họ làm như vậy để đạt được mục đích gì đấy? Theo quan huyện nói thì người mà bán xôi cho Minh Hữu không có thù hằn gì với Minh Hữu và cũng không biết Minh Hữu là ai cả. Trước đó bà ta rất vô tư, nhưng khi nghe nói chuyện trong xôi có độc thì bà ta rất là hoảng sợ vì sợ liên lụy tới mình, cho nên có vẻ hỏi tới. Chắc chắn không phải là người bán xôi, vì Minh Hữu nhớ rất rõ ảnh có thử xôi trước đó. Nếu như có độc trong lúc bán thì Minh Hữu phải là người chết trước rồi. Giả lại Minh Hữu thuật lại trên đường đi gặp mơ,
Minh Hữu không gia chạm ai, hay cũng không dừng lại ở bất cứ nơi nào. Như vậy thì không có chuyện mà ai đó ra tay dọc đường. Như vậy thì chỉ có thể xảy ra trong ngục khi mà Minh Hữu ra về. Nếu vậy, trong thời điểm đó chỉ có cô Mơ và bọn lính thôi. Nhưng lúc ấy cô Mơ cũng làm chứng là sau khi chồng ăn chưa hết gói xôi đã trào máu chết rồi. Và trong sổ bộ cũng ghi khi khám nghiệm tử thi, trong thực quản toàn là xôi thôi. Cô Mơ, đầu dây mối nhợ chính là người này. Cô Mơ, cô Mơ, cô Mơ. Nhưng mà tiếc rằng bây giờ đội trưởng ra lệnh không cho một ai gặp cô Mơ. Hắn đã viện lý do Mơ là nhân chứng quan trọng trong vụ án này, nên nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có hai tên lính, nhưng mà lại là người của quan huyện. Không lẽ quan huyện lại hãm hại Minh Hữu sao? Có thể hắn là người của quan huyện, nhưng mà lại nghe theo lệnh của ai đó. Ngoài quan huyện ra thì ai là người có thể sai khiến chúng được? Có một người. Đội trưởng Lê Độ. Cho đòi Minh Hữu. Nghe nói người này giết người đó, phải không? Người này là thuộc hạ của Trần Đại Nhân mà. Thì muốn biết giết người hay không thì phải đợi quan sự mới biết. Tiểu nhân Minh Hữu khấu kiến đại nhân. Theo cáo trạng, ngày 19 tháng này ngươi đã vào ngục thăm phạm nhân. Và trong lúc thăm phạm nhân, ngươi có mang thức ăn vào đúng không? Dạ đúng. Ngươi có quan hệ thế nào với phạm nhân tên Mơ? Dạ thưa đại nhân, Minh Hữu và Mơ là bạn cũ với nhau. Mơ đã phạm tội ăn cắp vàng của nhà đội trưởng Lê Rũ, trong thời gian tạm giam cho ta xét xử. Ngươi vì được nể tình là thuộc hạ của Trần đại nhân mới cho mang thức ăn vào để thăm phạm nhân. Không ngờ ngươi lại đầu độc phạm nhân bằng gói xôi. Ngươi có nhận tội không? Không, không phải như vậy thưa đại nhân. Tiểu nhân bị quan, tiểu nhân không có bỏ độc vào gói xôi. Tiểu nhân không có động cơ gì thì tại sao lại giết người chứ? Khi tiểu nhân ra về thì tất cả mọi chuyện trong ngục tiểu nhân không biết gì hết. Chắc chắn có người đã ám hại tiểu nhân. Xin đại nhân hãy giải quan cho Minh Hữu. Minh Hữu, có hai tên lính cai ngục ngày hôm đó đã lập chứng không hề có ai ra vào ngục ngoài ngươi. Ngươi đã vào thăm Mơ và tên B, và sau khi tên B ăn gói xôi của ngươi mang vào thì đã trào máu chết tại chỗ. Khám nghiệm tử thi cũng cho thấy là trong bao tử của tên B chỉ có xôi. Bao nhiêu đó cũng đủ kết tội ngươi rồi. Ngươi đem xôi vào để đầu độc tên B, đúng không? Không phải như vậy. Truyền ông Hinh vào. Ông Hinh, ông hãy khai rõ khám nghiệm tử thi tên B về vụ bị đầu độc. Dạ, thưa đại nhân, sau khi kiểm tra tử thi của tên B thì máu trào ra, môi tím tái, các đầu ngón tay thì bị thâm đen sau mấy ngày, chứng tỏ là hắn bị trúng độc thưa đại nhân. Khi mổ xác thì thấy chất độc thấm vào bên trong, dạ dày thì chỉ có xôi. Kết luận tên B chết là do ăn phải xôi có tẩm độc thưa đại nhân. Cho người lui, đội ơn đại nhân. Truyền hai tên lính vào đây. Dạ bẩm đại nhân, dạ bẩm đại nhân. Có phải hai ngươi là lính cai ngục vào ngày 19 tháng này đúng không? Dạ đúng. Vậy thì hãy mau khai rõ đầu đuôi câu chuyện, nếu sai nửa lời sẽ bị ta trị tội trước công đường. Nói. Dạ bẩm đại nhân, ngày hôm đó đúng là tụi con có canh chừng hai vợ chồng phạm nhân Mơ và B. Và ngày hôm đó chỉ có duy nhất Minh Hữu là người tới thăm hai vợ chồng. Và khi vào thăm, Minh Hữu có đem thức ăn cho vợ chồng phạm nhân. Sau khi Minh Hữu đi thì B bị trúng độc do xôi của Minh Hữu mang vào. À, ngươi... Đại nhân. Minh Hữu, như vậy vụ án đã quá rõ ràng rồi, đã có đủ nhân chứng vật chứng. Minh Hữu, ngươi còn gì biện minh nữa không? Không, không phải như vậy. Minh Hữu bị quan, Minh Hữu không giết chồng của Mơ. Nếu không có động cơ thì làm sao giết người được chứ? Mong quan hãy suy xét lại. Cho hai người đứng lên. Dạ, dạ thưa đại nhân. Truyền thị Mơ vào đây. Dạ.
Dạ, con tên là Mơ, xin dập đầu lại quan. Mơ. Dạ. Vì ngươi ăn cắp vàng ở nhà đội trưởng nên bị giam cầm chờ ngày xét xử, nhưng chưa kịp định ngày ra trước công được thì xảy ra cái chết của chồng ngươi. Bây giờ trước mặt ta và quan trung, ngươi hãy mau khai báo tất cả mọi việc, bởi vì trong vụ án này chỉ có ngươi và hai tên lính canh làm chứng. Từ tội phạm chuyển thành nhân chứng, nếu ngươi thật thà khai báo thì ngươi sẽ được giảm nhẹ hình phạt tội trộm cắp. Nói. Dạ, con và Minh Hữu trước đây là chỗ quen biết, hai đứa con có tình ý với nhau, nhưng mà chỉ là thổi ban đầu mới lớn. Sau này Minh Hữu bỏ làng đi xa, con thì lấy chồng phương xa. Nay trở về, vô tình gặp được cố nhân. Khi thấy con bị bắt, Minh Hữu đã vào thăm và mang thức ăn cho con ạ. Như vậy, ngươi đã làm chứng rằng gói xôi đó là của Minh Hữu mang vào, đúng không? Và chính chồng ngươi đã ăn gói xôi đó rồi lăn ra chết tại chỗ. Còn ngươi, sao ngươi lại không ăn? Dạ, vì con quá lo sợ và buồn rầu cho nên con ăn không nổi thưa quan. Vậy thì tại sao ngươi vẫn cho chồng ngươi ăn hả? Dạ, tại vì ổng đói quá cho nên ổng dành ăn ạ. Nội láo. Có phải vì ngươi biết trong thức ăn có độc nên đã không dám ăn? Có phải ngươi và Minh Hữu đã thông đồng giết chồng để được sống bên nhau? Thưa đại nhân, khi tra xét vụ án trộm cắp, ả ta đã một mực khai ra chính chồng là người đã xúi giục và ép buộc ả ta thám thính nhà của Lê Đỗ, và cũng chính tên B là người đã đột nhập vào nhà của tiểu nhân. Và chắc chắn đây chính là âm mưu của đồ gian phu giam phụ, muốn đổ tội hết cho chồng và ra tay thủ tiêu luôn. Nè, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Thưa đại nhân, Minh Hữu không hề xúi giục hay có ý gì hết khiến cho Mơ phải làm chuyện tài trời đó. Nếu muốn biết thì cứ dùng tra khảo nhục hình, ả Mơ sẽ khai ra tất cả mọi chuyện. Dạ, xin đừng ạ, xin đừng ạ, thưa quan. Con không biết gì hết á, con không có lập kế để hại chồng con. Tất cả là do Minh Hữu xúi giục con làm mà. Mơ, con bị hắn khống chế và ép buộc, con sợ lắm. Con có ý giết chồng đâu ạ. Con có. Mơ, Mơ nói gì vậy? Minh Hữu, nước này rồi Huỳnh không thể giấu được nữa. Huỳnh khai thật đi để được ân xá. Mơ. Thưa đại nhân, Minh Hữu không có. Minh Hữu, như vậy đã quá rõ ràng rồi, không còn gì để chối cãi hết. Trần đại nhân, dù Minh Hữu là thuộc hạ của ngài, nhưng hắn đã vì chút tình cảm, vì ích kỷ cá nhân mà đã toan giết chồng để đoạt vợ, vậy thì không thể tha thứ rồi. Xin phép Trần đại nhân cho ta định tội Minh Hữu. Dân thường khi phạm tội còn bị xử phạt nặng, huống chi là Minh Hữu thân chấp pháp lại dùng pháp để hại người, thì nên phạt nặng để làm gương cho kẻ khác. Minh Hữu. Dạ đại nhân. Thật là không thể tha thứ được. Có vật chứng, nhân chứng và tội ngươi trước công được, sao mà ngươi chối tội được? Ta cũng không thể nào nể tình chủ tớ để mà cứu ngươi được. Thật là tác tệ. Minh Hữu có lỗi với đại nhân. Tội của Minh Hữu đã quá rõ ràng, không thể nào chối cãi. Ngài cứ theo đó mà luận tội. Nhưng ta chỉ xin hỏi vài điều khuất tất trong vụ án. Theo Minh Hữu khai, khi mang thức ăn vào thì lính canh có tra xét và thẩm tra trước khi mang vào. Như vậy, để cho tội nhân chết trong tù thì lính canh cũng bị quy tội tất trách. Huống chi để chết người thì tội này càng nặng hơn. Vậy thì tại sao ta lại bỏ qua mà không định tội chứ? Trần đại nhân nói chí phải. Hai tên lính, mau quỳ xuống chịu tội. Dạ thưa đại nhân, dạ, tha thưa mạng. Đại nhân tha mạng. Tội của Minh Hữu là trọng tội, thì hai tên này tội cũng không nhẹ. Thân ăn lương của triều đình mà lại để sơ sót chết người trong ngục. Trong bộ luật của triều đình
phải bị gông cầm và đày đi đảo quan làm phu suốt đời, không được quay về với vợ con. Chết con rồi. Đội trưởng, đội trưởng cứu con, đội trưởng. Cầm miệng. Chẳng hay chuyện này có liên quan gì đến đội trưởng Lê Đỗ? Tôi không có liên can gì hết. Hắn là lính, nên theo thói thường sẽ kêu cứu cấp trên. Ta thấy trong vụ án này còn nhiều điều khuất tất ở lời khai của hai tên lính này. Ta muốn trực tiếp thẩm tra và sau đó sẽ định tội luôn cả Minh Hữu. Ta nói vậy ngài thấy có được không? Trần Đại Nhân đã lên tiếng thì ta đâu dám từ chối. Lính đâu? Dạ. Bao giam hai tên này vào ngục chờ Trần Đại Nhân thẩm tra. Dạ. Đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng cứu con, đội trưởng. Đội trưởng, đội trưởng. Ngươi chính là người khám xét thức ăn của Minh Hữu đem vào hay là tên lính kia? Dạ chính con. Vậy lúc ngươi khám xét thì có dùng vật gì để thẩm tra xem có độc hay là không? Dạ không ạ. Tại sao? Dạ tại vì con không có nhiệm vụ thẩm tra. Ngươi nói láo. Tất cả các lính canh ngục ở quyền tỉnh đều được trang bị kim châm thử độc để thẩm tra tất cả các thức ăn mang vào cho tội nhân. Tại sao ngươi không có? Và xin nhắc lại cho người nhớ, người đang quỳ trước mặt ai? Dạ con có được trang bị dụng cụ kiểm tra, nhưng mà con làm rớt mất rồi. Người nói láo. Người thực chất không có thẩm tra là vì chính ngươi đã bỏ thuốc độc vào gối xôi đó, có đúng như vậy không? Dạ con không dám, con không dám à. Ai đã xúi ngươi làm chuyện này? Dạ dạ không có. Được rồi, nếu như ngươi không khai ra ta cũng không ép. Nhưng chắc là giờ này chủ của ngươi đang rất lo lắng, không biết là ngươi đã khai báo với ta như thế nào. Nhưng mà ta nghĩ ngươi khó mà giữ được tính mạng, bởi vì ngươi đã biết được quá nhiều. Bẩm Trần đại nhân. Chuyện gì? Tên lính kia đã chết rồi. Chết rồi? Tại sao lại chết? Hắn bị trúng độc, vì ăn phải cơm mang vào. Vậy là thủ tiêu đi diệt khẩu đây. Ta chưa kịp thẩm tra mà đã chết rồi à? Chết thiệt. Trần đại nhân, con xin ngài hãy cứu con. Con sẽ khai hết sự thật. Con xin ngài hãy cứu con. Con không muốn chết. Trần đại nhân. Ngươi nói sao? Ngươi sẽ khai cho ta biết đúng không? Dạ. Mình mới về đó hả? Sao rồi, sao rồi? Tình hình sao rồi? Sáng nay công đường xử thế nào? Có nghĩa là có thể nào kết tội được tên Minh Hữu hay không hả? Sao, kể tiếp nghe đi. Trật Trung, đúng là một cô cáo già. Sự thể thế nào, kể cho tôi nghe đi. Đạt bà, biết cái gì mà hỏi. Vậy thôi, nhưng mà mình đừng có nóng giận, không là hỏng chuyện đó. Nếu như không ép được Minh Hữu thì phải xử con mơ, chứ để lâu sẽ đổ bể, e là mình không lường trước được đâu. Im đi, lại nhảy hoài. Vậy thôi, ông muốn làm gì thì ông làm đi, tôi sẽ không can dự nữa. Tự nhiên trên con đường xảy ra chuyện, kê về đây dẫn cá chém thớt là sao? Thôi bỏ đi, tôi xin lỗi, tôi hơi vô lý. Nhưng tên Trần Trung lấy cớ và đòi thẩm tra hai tên lính. Chết rồi, tụi nó có khai ra không? Tôi nghĩ tụi nó không dám khai ra đâu. Sao mà chắc được chứ? Tên Trần Trung hắn gian xảo mà bày nhiều trò lắm. Tôi e là hắn sẽ bày kế và tụi nó sẽ khai ra hết. Ông phải nghĩ ra cái cách nào đó, chứ nếu không mình không thể nào mà ngồi đợi mọi chuyện, không thể cứu vãn được nữa. Bà nói đúng, thiên hạ thủ vi cường.
Ngày mai ra công đường, chắc chắn sẽ có một tuần hay để xem. Vui quá à. Bác Đỗ ơi, sao cha con đi làm tới giờ chưa về? Con, sao cha con lâu về con nhớ cha quá à. Con yên tâm, cha con sắp về rồi. Vậy chồng tôi có bị xử tội không đội trưởng? Tôi nghe hàng xóm báo mà muốn rụng đời tay chân hết à. Mà tôi cũng không nói cho nó biết nữa, sợ nó quản. Cô yên tâm đi, tôi sẽ lo cho cậu ấy ra sớm. À, thiệt vậy hả đội trưởng? Dạ tôi đa tạ ngài. Thằng Bư chắc nó nhớ cha đó lắm hả? Dạ. Tôi nghĩ tôi chỉ sợ là nó theo bạn đi chơi rồi nghe những điều không hay về cha nó. Tối nào nó cũng ngủ với cha nó. Bây giờ cha nó không về, tôi không biết nói làm sao cho nó hiểu đây. Đó, đội trưởng thấy không? Cái chong chóng đó cha nó mới làm cho nó hôm kia, nó cứ chơi miết, không khi nào buông xuống hết. Thôi, để tôi dẫn nó vào thăm cha nó, rồi ngày mai tôi dẫn nó về. Dạ, được hả đội trưởng? Ừ. Dạ, vậy không làm phiền ngài chứ? Không sao đâu. Dạ, vậy thì tốt quá, cảm ơn ngài nha. Ừ. Bư à, vô đây con. Dạ. Con, chút xíu nữa con theo bác Đỗ đây vô thăm cha con nha. Dạ mẹ, con vui quá à. Con đi vô đó, con phải ngoan, có biết không? Dạ, đi hả bác Đỗ? Thôi, bác cháu mình đi luôn nha. Dạ. Dạ, đa tạ đội trưởng. Kế dạ chết của Vương Quân đúng là đánh trúng điểm yếu của tên lính. Hắn nghe như vậy, hồn siêu phách lạc và đã khai ra tất cả. Nhưng mà ta suy nghĩ hoài lại không hiểu tại sao tên Lê Đỗ lại hãm hại Minh Hữu như vậy. Không lẽ vì sợ Minh Hữu sẽ tìm cách cứu Mơ, cho nên hắn muốn ra tay trước? Nhưng mà Mơ lại là một câu hỏi lớn. Có chuyện gì mà đội hãm hại vợ chồng này mượn tay Minh Hữu để giết chết chồng Mơ để làm gì? Chắc chắn lời khai của Mơ là do hắn ép cung để đổi lấy mạng sống. Hắn đúng là muốn ép chết Minh Hữu mới chịu mà. Theo ta suy đoán thì hắn ghét Mơ, cho nên hắn mới cho Mơ vàng và ghép Mơ vô tội ăn cắp. Nhưng mà Mơ đã làm gì mà dám dò dỉnh hắn để hắn cho một số vàng lớn như vậy? Có thể Mơ đã biết một điều gì đó bí mật liên lụy tới hắn chăng? Thiếp cũng nghĩ giống như phu quân vậy. Thời gian Mơ ở nhà đội trưởng chắc là biết một điều gì đó, cho nên bị gã chồng như là để nhổ cái gai trong mắt. Nhưng bây giờ Mơ quay lại đòi tiền, nên hắn ra tay sát hại. Tên đội trưởng này không hề đơn giản chút nào. Hắn rất xảo quyệt và không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Ngày mai khi ra công đường, khi tên lính khai ra, ta bắt hắn thẩm tra, chắc chắn mọi việc sẽ lộ ra. Phu quân, có chuyện này, hôm nay mọi người có vào thăm Minh Hữu. Minh Hữu rất là buồn, không chịu nói câu nào hết. Có lẽ lời khai của Mơ làm cho Minh Hữu suy sụp rất nhiều. Cũng tiếc cho Minh Hữu, dù sao đó cũng là người tình yêu của Minh Hữu, không ngờ bị cô ta đâm một nhát chí mạng. Thôi, bây giờ ta cứ để cho Minh Hữu một mình suy nghĩ. Ta nghĩ đó chính là cách tốt nhất cho Minh Hữu lúc này.
cho truyền binh hữu vào. Tình tiết của vụ án có manh mối mới. Sau khi đích thân ta thẩm tra hai tên lính, đây là bản lời khai mà hắn đã điểm chỉ dấu tay. Xin ngài hãy xem qua. Dạ. Đại nhân. Truyền dẫn hắn ra. Dạ đại nhân. Tên kia, trước công đường, hãy nói lại cho rõ tất cả những gì ngươi khai trong này là có đúng sự thật hay không. Dạ, chính con là người mua thuốc độc bỏ vào quái sôi khi khám xét, khi Minh Hữu mang thức ăn vào ngục cho phạm nhân. Đừng lại, tôi muốn vào thăm phạm nhân. Cái gì đây? Đưa đây kiểm tra. Đi qua đây ta kiểm tra. Tại sao ngươi làm vậy? Ngươi có thù oán gì với vợ chồng Mơ mà nỡ ra tay hãm hại họ như vậy? Thưa ngài, theo như những gì hắn khai nhận thì ta đã tìm ra đúng nguyên nhân và thủ phạm gây ra cái chết của tên B, chồng cô Mơ. Điều này cũng nói lên Minh Hữu là vô tội. Xin ngài hãy phán quyết tha tội. Được, ta chính thức tha tội cho Minh Hữu. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Còn tên kia, hãy mau khai ra tại sao ngươi làm vậy. Con chỉ làm theo sự sai khiến của người khác, mong quan tha tội cho con. Ai là người xúi dục ngươi? Mau khai ra. Nếu ngươi chịu nói ra người chủ mưu thì ta sẽ giảm tội cho ngươi. Ngươi khôn hồn thì hãy mau khai ra đi. Ai là kẻ chủ mưu xúi dục ngươi? Tên kia, ngươi hãy khai ra ai là người xúi dục ngươi làm bậy. Ta hứa sẽ bảo vệ cho ngươi, không để cho ai hại ngươi đâu. Dạ dạ, việc bỏ thuốc độc là do thần tự làm chứ không ai xúi dục cả. Nè, sao lúc nãy ngươi nói là có người xúi dục ngươi? Dạ tại con sợ nên con khai đại chứ không ai xúi dục con hết. Nổi láo, không có gì phải sợ. Ngươi khai ra sự thật đi. Dạ 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 dạ, sự thật là con làm tất cả mọi chuyện à. Nhưng tại sao ngươi lại làm chuyện đó? Ngươi có thù oán gì với họ? Nói. Dạ tại vì tên B trước đây có thù oán với con, con để bụng nên giờ con hãm hại hắn. Nổi láo, không phải là như vậy. Đêm qua ngươi khai với ta là có người xúi dục ngươi kia mà, sao bây giờ lại nói khác? Có phải có ai khác đã hăm dọa ngươi không? Trần đại nhân, hắn đã khai rõ ràng động cơ giết người của mình, sao ngài cứ khăng khăng là có ai xúi dục? Chẳng lẽ đêm qua ngài đã mớm cung cho hắn? Hồ đồ! Trần đại nhân, nếu hắn đã khai như vậy thì ta sẽ giam hắn lại, sau đó điều tra để thu thập chứng cứ rồi so sánh có trùng khớp hay không rồi mới định tội hắn. Nếu như hắn đã khai, chính hắn đã gây tội, vậy thì lời khai của cô Mơ là gian trá. Nhất định cô Mơ đã bị ai đó ép cung và khai man. Vậy thì phiền ngài cho ta thẩm tra cô Mơ thêm một lần nữa. Được, nếu ngài muốn. Mười nè. Hả? Ngươi đứng yên một chỗ đi. Đại nhân với Minh Hữu về rồi. Để ta. Đại nhân. Minh Hữu. Đại nhân. Vô đi. Phu quân. Minh Hữu. Về rồi. Quỳnh có sao không? Minh Hữu.
Hôm nay bá mẫu có nấu nhiều món ăn ngon mà con thích. Bây giờ con nghe lời bá mẫu nha. Đi vào trong tắm rửa, xả sạch bụi trần rồi ăn nha con. Dạ đội ơn bá mẫu. Nè, đồ ăn bá mẫu nấu á là quá ngon rồi còn gì. Hôm nay tôi với huynh phải uống say bí tỉ một bữa. Chứ lâu rồi huynh đệ mình chưa uống với nhau đó. Đúng rồi đó. Minh Hữu chắc cũng đã mệt mỏi và căng thẳng ở công đường rồi. Bây giờ đi tắm rửa và nghỉ ngơi đi. Ngọc Nhi có nấu vài cái bánh để dành cho Minh Hữu đó. Huynh vô nghỉ ngơi đi. Minh Hữu, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Minh Hữu xin lỗi, làm mọi người phải lo lắng. Cảm ơn mọi người. Ta thấy người lo lắng nhất là Tiểu Đồng. Huynh ấy cứ trộn rộn, đứng ngồi không yên. Chỉ vì lo lắng cho huynh thôi. Dạ, đâu có. Tại vì huynh ấy dạy con phá án. Lỡ có chuyện gì thì đâu ai dạy con. Với lại con đâu có giúp được gì đâu. Thôi được rồi, Minh Hữu, ngươi vô tắm rửa nghỉ ngơi đi. À, đúng rồi, tuân lệnh đại nhân. Con thấy Minh Hữu khác trước quá. Minh Hữu trầm tính hẳn luôn á, không tía lia như lúc trước nữa. Chắc là do Quỳnh ấy mệt mỏi vì thời gian ở trong ngục. Không phải đâu, Quỳnh ấy buồn vì chuyện cô Mơ đã khai trước công đường đó. Trời, Mười á, hiểu rõ tâm can của Minh Hữu luôn hả? Đâu có, chỉ là tôi đoán. Minh Hữu sau vụ xử tại công đường bị cô Mơ phản cung khai ra những điều dối trá, Minh Hữu dường như buồn cho thế thái nhân tình. Không buồn mới lạ. Lúc mà xin phép đại nhân để quay lại gặp lại cố nhân thì Minh Hữu rất là rạng rỡ và tràn đầy hạnh phúc. Nhưng mà không ngờ khi gặp lại cố nhân cũ thì gặp quá nhiều chuyện. Tệ nhất là người mình yêu thương lại phản bội mình. Thiệt, thấy tội nghiệp cho Minh Hữu mà lại tức cho cô Mơ gì đó. Không hiểu gì chuyện gì mà ở trước công đường bán đứng Minh Hữu như vậy. Giang dân còn thay đổi, huống hồ chi con người. Hy vọng là qua vụ việc lần này, Minh Hữu sẽ lấy lại nhuệ khí, không còn buồn phiền nữa. Sao rồi hả ông? Mọi chuyện thế nào rồi? Tên lính có khai ra hay không? Bà rót cho tôi miếng trà để tôi thấm giọng cái đã. Nhìn mặt của ông á thì biết là mọi chuyện đã được sắp xếp theo kế của ông tính rồi đúng không? Thằng Bư đâu rồi? Nó ở trỏng đó. Đúng là không sai. Trần Trung đúng là một con cáo già. Hắn dụng kế ly gián hai tên lính và chơi trò cân não khiến chúng khai ra tất cả. Chết! Rồi sao? Nhưng khi ra công đường, thấy tôi cầm trong trống trong tay, hắn biết con hắn đang nằm trong tay ta. Cho nên, hắn đã nhận tất cả. Lạy trời lạy Phật! Như vậy là mọi việc đã được suôn sẻ rồi. Xem ra cái tên Trần Trung gì đó hắn tính không có giỏi bằng ông. Cũng may ông lành trí bắt cóc thằng nhỏ về đây, chứ không là hắn sẽ khai ra hết. Nhưng mà vẫn chưa ổn đâu. Còn chuyện gì nữa hả?
Trần Trung muốn thẩm tra con mơ và tìm ra manh mối. Thôi rồi, nếu như con mơ nó xa kế mưu của Trần Trung thì lỡ như nó khai ra chuyện cũ thì nguy lắm. Đêm nay ta sẽ ra tay với con mơ. Người chết thì làm sao mà nói được. Trần Trung có mưu ma trước quỷ tới đâu á thì cũng phải bó tay thôi. Kêu thằng Bự ra đây, tôi đem nó về nhà cho mẹ nó, xem như nó không còn hữu dụng nữa rồi. Giữ lại làm gì cho tốn cơm. Dạ. Tới lượt mày phải câm miệng. Tôi là ai? Vô đây làm gì? Báo người ta! Báo người ta! Buông tôi ra! Bỏ ra! Cô tỉnh lại đi cô. Cô có sao không? Cậu ơi cậu. Cậu ơi đây giúp nè. Có cô này bị thương nè cậu ơi. Ừ. Mơ. Mơ. Đúng là mơ rồi. Mơ ơi. Mơ ơi. Mơ ơi. Mơ ơi. Đều là sự thật. Chính mắt tôi nhìn thấy. Chính tai tôi nghe thấy. Từ lúc con còn làm ở nhà ông bà chủ đội trưởng. Nếu ngài không tin, ngài có thể thẩm tra lại. Hãy cho bắt tình quan ấy để giải quan cho ông chủ cũ của con. Thôi được rồi, ta sẽ cho lực lại vụ án để thẩm tra. Minh Hữu. Huynh đây. Huynh đây nè mơ. Mỗi có lỗi với huynh nhiều lắm. Ngay từ lần gặp lại huynh, mỗi đã cố tình gạt huynh rồi. Rồi đến khi ra công đường, vì bị tên Lê đổ ép, cai mang thuốc theo huynh. Mơ ơi, mơ đừng nói gì nữa. Bây giờ mơ phải nghỉ dưỡng. Mơ nghỉ ngơi đi.
Đừng nói gì nữa mà, cố gắng mà nghỉ ngơi. Quỳnh đừng lo cho muội, muội biết mình không sống được bao lâu nữa. Mơ, để cho muội nói không hết một lần, để khi xuống suối vàng không còn ăn năn cải trước. Mơ, Minh Hữu còn như kiếp này mà bắt nợ Quỳnh, kiếp sau quyết làm thân trong cửa để trả nợ cho Quỳnh. Mơ, bây giờ cách trả nợ duy nhất của Mơ là Mơ phải sống. Mơ phải sống thật là tốt, thật là khỏe để trả ơn cho Minh Hữu nha. Minh Hữu, Quỳnh nói thiên tha lỗi cho muội đi. Quỳnh nói đi. Quỳnh tha lỗi, Quỳnh tha lỗi cho Mơ, Quỳnh tha lỗi cho Mơ mà. Minh Hữu đã tha lỗi cho muội rồi. Chỉ là muội phản nguyện rồi. Mơ, Quỳnh là người tốt, hay tìm cô gái tốt bụng mà lo lắng cho Quỳnh. Mơ ơi. Mơ ơi, Mơ ơi, đừng bỏ Quỳnh mà. Mơ ơi, đừng bỏ Quỳnh mà. Theo những gì trong sổ bộ lưu thì đội trưởng tiền nhiệm tên là Quỳnh Tiến, chết trong khi truy bắt tội phạm. Tên cướp tên là Xỉn, bị bắt và kết án tử hình. Tuy nhiên khám nghiệm rất là sơ sài, bỏ qua rất nhiều chi tiết, rất là mâu thuẫn với lời khai của hung thủ. Còn đội phó Lê Đỗ đã lên thay cho đội trưởng, và 6 tháng sau bà vợ đã đi thêm một bước nữa với Lê Đỗ. Còn Mơ khi đó là gia nhân của nhà họ. Sau khi Quỳnh Tiến chết thì Mơ cũng bị đuổi việc và gả bán đi xa. Vậy là hoàn toàn khác với những gì mà Mơ thuật lại. Chắc là Mơ biết một điều gì đó, cho nên khiến họ e ngại và tìm cách giết người diệt khẩu. Người khám nghiệm tử thi của Quỳnh Tiến ngày đó là ông Thình. Vậy chúng ta phải tìm người này mới được. Thôi, cạn. Chào các vị đại huynh. Tiểu đệ vừa mới tới làng này. Các đại huynh, tiểu đệ có một thắc mắc đang muốn hỏi các đại huynh, không biết là có làm phiền các đại huynh đang uống rượu không ạ? Có chuyện gì, nhà ngươi cứ hỏi. Nghe giang hồ đồn đại ở đây rất nể mấy anh em trong binh lính, vì ở đây các anh em được đào tạo rèn quân rất là giỏi. Đúng vậy, chúng ta rất tự hào vì đứng trong hàng ngũ này. Chắc là được rèn giũa lúc mà đội trưởng Quỳnh Tiến còn hả? Ủa, nhà ngươi cũng biết ông ta hả? Thì đội trưởng hiện tại bây giờ hắn nhắc. Nhắc cái miệng thôi, chứ hai ông này cũng không ưa gì nhau đâu. Ở đâu cũng vậy, trưởng phó thì hay kèn cửa sau bị. Vậy theo đại huynh thì ông nào giỏi hơn? Có ông nào chịu thua ông nào đâu. Ông phó thì chê ông trưởng già, còn ông trưởng thì chê ông phó háo thắng hồ đồ. Mai đã chết bớt một ông rồi đó. Thôi, không nói nữa. Dù sao thì một người cũng đã trở thành thiên cổ, một người là chỉ huy trực tiếp. Nói nữa mất vui. Thôi sẵn đây, tiểu đệ uống với tụi ta một ly đi. Uống một ly tiểu thôi. Tiểu đệ còn có việc. Cảm ơn các đại huynh, tiểu đệ xin cáo lui. Thôi, mời. Cạn. Cô nào đi cô ơi? Cô ơi, cô chú.
Chú ơi, lại mua chuối này con đi chú. Cho tôi chuối này đi. Dạ, nãy đèn ngon lắm. Cảm ơn chú. Ba. Mua chuối giùm con đi bà. Mua chuối ủng hộ con đi bà. Chuối ngon lắm á. Chuối này bán bao nhiêu vậy? Dạ, 1 đồng. Nè, cho tôi hỏi thăm. Hôm nay thấy bà đội trưởng đi chợ chưa vậy? Bà hả? Ít khi ra chợ lắm. Có khi 1 tuần bà mới ra chợ 1 lần. Sao vậy? Trời ơi, con nói bà nghe, cả cái làng này nè có ai mà ưa bà đâu. Từ khi mà chồng bà chết tới giờ á, thì chồng người ta chết, người ta đau buồn, tại sao dân làng lại không ưa bà đội trưởng chứ? Trời ơi, con nói bà nghe, bà buồn cái gì mà buồn. Từ hồi lúc mà chồng bà còn sống tới giờ hả, trời ơi, là bà đã cặp kè với ông đội phó rồi. Tới khi mà chồng bà chết, hai người là công khai luôn, dắt nhau về ăn ở luôn rồi. Ủa, có chuyện như vậy nữa hả? Dạ thiệt. Ờ. Nè. Dạ, đa tạ bà. Tôi đi nha. Dạ. Chị, mua chuối giùm em chị, chuối tươi ngon nè chị. Không hiểu vì lý do gì mà Trần Trung mượn hồ sơ vụ án của Trần Tiến 3 năm trước. Có phải là ông ta nghi ngờ điều gì đó không? Còn mơ nó đã bị giết rồi, thì còn ai biết chuyện này đâu? Có đọc thì cũng chẳng tìm được gì. Án đã tuyên và thủ phạm cũng đã bị tử hình. Như vậy là đã thi hành án tử với tên Xiển rồi hả? Sao ông biết được? Tôi đoán vậy. Cũng hơn 3 năm rồi mà. Như vậy thì cũng đỡ rắc rối. Ta đã nhờ người hỏi rồi, vụ này coi như kết thúc. Có lật lại á thì cũng không có manh mối đâu. Ừ. Nhưng còn ông Thình? Người của ta đã giết hắn khi hắn lên thuyền rồi. Nhưng mà không thấy xác, cũng coi như là chưa chết. Biết đâu chừng... Có sống á thì cũng chẳng dám ra mặt đâu. Nhưng để an toàn, ta sẽ cho tay chân đi tìm hắn ở quê ngoại của hắn. Ông phải cẩn thận đó. Chứ tôi cảm thấy bất an lắm. Như là hôm nay ở ngoài chợ, nghe nói có con mụ lạ lắm. Mụ cứ la cà từ hàng này sang quán nọ để mà dò la chuyện ông và tôi đó. Mấy con mụ nhà quê mò lê đôi mắt, bận tâm để làm cái gì? Ê, ngươi làm cái gì mà đi nhanh dữ vậy? Chú quên nhanh lên đi, chậm như rùa vậy. Ê, ăn nói cho đàng hoàng nha, nên nhớ ta là sư phụ của ngươi đó. Ngươi làm gì hả? Ta chạy nắng chứ làm gì. Trời ơi, Nam Di Đại Trượng Phu sợ nắng. Thì bỏ, làm gì ghê vậy? Ê, có người kìa, tới hỏi đi. Chào hai huynh, hai huynh dừng tay cho tôi hỏi. Hai công tử muốn hỏi gì? Trong làng mình có ai tên là Thình không? Ờ, tên Thình hả? Hình như ở đây không có ai tên đó hết. Ờ, người này mới về đây chừng 3 năm thôi. 3 năm? Hai huynh thử nhớ kỹ lại, người này làm nghề y thuật, có liên quan tới khám nghiệm tử thi, trạc 40 tuổi. 40? À, hình như ở đây có người, giống như công tử hỏi, nhưng mà ông ta tên Đậu. Chứ không phải tên Thịnh. Ủa? Bức quà đâu rồi? Đây nè. Xem có phải người này không? Đúng rồi. Nhưng mà ở trong hình á, ông ta mập, trẻ hơn ở ngoài. Hay quá. Vậy giờ ông ta ở đâu? Bây giờ hai công tử đi ngược lại, gặp gã ba, quẹo trái, tới căn nhà thứ hai là nhà của ổng. Đa tạ hai huynh. Vô hỏi đi. Vô đi. Đi. Có ai ở nhà không? Hai vị hỏi ai? Dạ, ông là ông Thình có đúng không? Không phải. Tôi không phải tên Thình. Tôi tên là Đậu.
mấy người tìm lộn nhà rồi. Nè, sao ông lại che giấu thân phận của mình như vậy? Mấy người ở đâu vô đây dặn dịu tôi? Ông đừng nóng. Đây là lá thơ của quan huyện Trần Trung. Chúng tôi là thuộc hạ của ngài. Tôi không biết gì hết. Mấy người đi đi. Nè nè nè. Tôi không biết gì hết. Tôi nói đã. Vụ án năm xưa của đội trưởng Quỳnh Tiến có rất nhiều khuất tất. Mà ông là người trực tiếp khám nghiệm tử thi. Chúng tôi rất cần ông giúp đỡ. Tôi nói rồi, tôi cũng phải tới là Thành mà. Tôi tới là Đậu. Xin mời hai người đi về giùm cho. Xin ông suy nghĩ lại đi. Có người tốt đang bị hàm oan vì sự im lặng của ông đó. Đúng đó. Tôi không muốn liên quan tới ai cả. Ông suy nghĩ hai người đi về giùm đi. Nè, đi. Thôi, mình đi. Sao không phải là ông Thịnh được? Tức ghê. Mình phải tìm cách bắt ông nhận mới được. Ý cha, ta để quên bức thơ của Trần Đại Nhân ở nhà ông rồi. Chị quay lại đi. Cứu Trần Giới. Có ai cứu tôi không? Điều đó mà cũng quên. Có ai không? Cứu chuyện rồi. Cứu Trần Giới, có ai cứu tôi không? Nè, thấy chạy hướng nào? Ông ơi, ông có sao không? Hả? Tôi chính là Thành. Tôi mà dịch ân thích bấy lâu nay. Không à, chúng định tìm tôi, giết tôi đi giết cậu. Tôi sẽ cứu ông. Ông kể lại, chúng ta sẽ ra công đường trị tội hả? Không, không kịp nữa rồi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Trong cái vua có cái áo còn dính máu, bị đâm thủng là của Quỳnh Tiên. Bị đâm ngay tim mà chết. Không phải bị tên cướp đánh vô đầu. Ông ơi, ông phải cố lên. Ông không sao đâu. Mùi giận trên người của nạn nhân chính là con vật của đội trưởng Lê Đô. Ông ơi, ông đừng nói nữa. Ông dưỡng sức đi, tôi sẽ cứu ông mà. Tìm ông Lê Đô ở trong là ngoài diễn sông. Ông ấy là nhân chứng quan trọng của vụ án. Ông ơi, ông ơi, ông Thịnh ơi, ông tỉnh lại đi. Đứng lại. Đi từ từ được không vậy? Nè, dậy lên. Ngươi làm gì mà hối dữ vậy? Chào ông. Chào ông. Dạ. Mấy chú tìm ai vậy? Tôi là Dương Võ, thuộc hạ của Trần Trung Đại Nhân. Hiện nay công đường đang lật lại vụ án năm xưa về cái chết của đội trưởng Quỳnh Tiến. Chúng tôi đã truy tìm được ông Thịnh và ông ấy nói là ông đã cứu ông ấy thoát nạn. Đây là giấy và mộc của quan quyền sở tại cho phép chúng tôi điều tra. Vậy ông Thịnh hiện nay đang ở đâu? Ông ta đã bị tay sai của đội trưởng Lê Đỗ ám sát. Ông ta nhắn với ông là ông hãy đứng ra chỉ tội tên Lê Đỗ để cho ông ta ở Suối Vàng được mỉm cười mãn nguyện. Tên Lê Đỗ này thiệt là độc ác. Hắn sẽ không tha cho bất cứ một ai. Hắn sẵn sàng ra tay giết bất cứ ai dám ngăn cản hắn.
Tôi cũng bị hăm dọa nên mới phải nhận lời. Tôi còn nhớ như in cái hôm mà tôi chở ông Thành đi. Ông Đò ơi! Ông Đò! Dạ, chào ông. Ông đi đâu đó? Tôi về quê. Ông cứ chèo dọc bờ sông giùm tôi. Dạ, ông chờ con sửa cái này cái rồi con chở ông đi. Ừ, lại nghe ông. Ông về quê về chơi hay về luôn? Kỳ này tôi về luôn. Tôi xin nghỉ việc luôn rồi. Ủa sao vậy? Công việc không tốt hả ông? Không. Đúng nghề của tôi mà. Nhưng làm người phức tạp quá, khó đoán quá trời. Nay tốt, mai xấu. Ngoài mặt á thì vẫn nghĩa trượng phu, còn trong ruột á bỉ ổi tàn nhẫn quá. Tôi thấy mình không thích hợp nên tôi xin về thôi. Ông về rồi ông làm gì ông sống? Tôi biết y thuật mà, làm nghề cứu người để đứt lại cho con cháu. Ở dưới quê ông còn ai không? Còn chứ, cha mẹ của tôi nè, vợ tôi đang phụng dưỡng ông bà. Kỳ này hả tôi về á bà mừng lắm. Thôi ông đi xuống Đò đi. Khi đến giữa sông, ông hãy giết hắn và quật xuống sông. Đây là số bạc ta đưa cho ông, đủ nuôi dưỡng tuổi già, không cực khổ chèo đò nắng mưa nữa. Nếu ông làm trái ý ta, thì kẻ chết không phải là tên Thịnh, mà là ông đó. Ở đây lại đâu vậy? Tại sao lại ghét vô đây? Tôi nhận lệnh người ta giết ông, thả xác trôi sông. Nhưng mà qua hậu chuyện với ông, tôi thấy ông không phải là người đáng bị giết. Bây giờ ông về quê đi, cải danh tánh, sống âm thầm cho qua hoạn nạn. Đi mau đi. Bây giờ ông cởi áo ra đưa cho tôi, để tôi làm vật chứng. Dạ. Đây, con dao đây, ông hãy cứa tay, rưới máu vô đây. Đây. Bây giờ thì ông đi đi, và nhớ bảo trọng. Dạ, xin đa tạ, đa tạ. Dạ lên, không còn kịp đâu. Bây giờ thì ông hãy theo chúng tôi về công đường. Từ nay cho đến ngày mở công đường xét xử, ông phải được canh chừng cẩn trọng, tránh bị sát hại bịt đầu mối. Ngài hãy cho người bắt ngay tên đội trưởng. Hắn chính là hung thủ đã giết chết đội trưởng Quỳnh Tiến năm xưa và đổ tội cho Tên Xiển. Cú đánh bằng gậy của Tên Xiển không gây ra chết người, mà chính là mũi dao đâm xuyên tim của hắn đã gây ra cái chết của Quỳnh Tiến. Ngài nói thật chứ? Hắn đã cho người truy lùng Tên Thình để bịt đầu mối cuối cùng của vụ án. Vừa rồi người của ta mới vừa bắt được tên sát thủ, và hắn đã khai như vậy. Ngài nói đi, ta phải làm sao đây? Hãy quật mộ của Quỳnh Tiến lên để xem lời khai của Tên Thình có đúng hay không. Và chúng ta phải xác minh xem nguyên nhân cái chết thật của Quỳnh Tiến là như thế nào. Ta hiểu rồi. Thưa đại nhân. Chuyện gì? Chúng tôi đã ráo riết đi tìm nhưng vẫn không thấy tung tích của hai vợ chồng đội trưởng. Giáng cáo thị truy nã cho ta. Tướng lệnh. Lệnh. Trời ơi, đều hả? Bắt chưa bà biết không? Bởi vậy tao mới dán nè. Mọi người ơi,
Không ngờ á, cái ông đội trưởng này có giá ghê luôn vậy á. 100 lượng vàng luôn. 100 lượng vàng? Trời đất ơi, 100 lượng vàng là... Ê, giọng không được tự nhiên, giọng bình thường thôi. 100 lượng vàng lận đó nha mọi người. 100 lượng vàng là để có thể về quê làm một cái trang trại để dưỡng già, không cần làm gì hết, đúng không mọi người? Tôi còn nghe nói ha, hắn mới là kẻ chủ mưu, còn bà vợ của hắn á chỉ bị ép làm theo thôi. Tôi còn nghe đồn nếu mà bà vợ chịu lên công đường nhận tội một cái sẽ được khoan hồng và còn nhận được một số tiền thưởng rất lớn đem về nữa đó. Mình có số vàng lớn nữa, mình sướng rồi. Ước gì mình được như bà ta ha mọi người ha. Chị nhớ nhà mọi người, nhớ thấy hắn ở đâu á thì báo quan để lấy vàng nghe không đó, để mặc cho kỹ ha. Ông ơi, ông. Hôm nay bà ra ngoài, nghe ngóng động tĩnh có thấy gì lạ không? Có, tôi có thấy. Tôi thấy Cáo Thị dán đầy đường rồi. Tôi có lẻn ra ngoài, nhưng mà vất vả lắm. Ráng đợi ít hơn, Trần Trung và thuộc hạ của hắn kéo đi. Tôi sẽ dẫn bà tới một nơi khác để sinh sống. Ít bữa nữa hả? Ừ. Lỡ như mình ở trong này rồi tụi nó kéo tới rồi sao? Tôi lo lắm, nhất là ở cái chỗ này nè, trong quờ trong quắc à, ai mà nhìn vô cũng thấy hết trơn hết á, làm sao mà mình trốn được hả ông? Tôi lo lắm ông ơi. Bà yên tâm đi, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nhưng mà ta đã nói rồi, có ta ở bên cạnh nàng đừng có lo ha. Nàng có mua gì cho ta ăn không? Ta đói quá. Dạ có. Ông ăn bánh đi. Đang không ăn sao? Hồi nãy ở ngoài chợ, tôi có ăn một ít rồi. Ăn cho nhiều vô, không thôi đói đó. Mấy bữa rày đói lắm rồi, ăn nữa đi. Ăn nhiều vô. Trước sau gì tôi đi theo ông, tôi cũng phải chết. Thà ông hy sinh để tôi còn được sống chứ. Cho đòi lê đổ vào đây. Lê đổ, người thân là đội trưởng, là cánh tay mặt của ta, vậy mà không biết tu tâm dưỡng tánh, nỡ ra tay sát hại đồng đội của mình để tranh giành chức quyền, giết người diệt khẩu, thật không thể nào dung tha. Còn vợ của người
trước đó có chồng là Quỳnh Tiến, không giữ phép đoan chính, tăng tiểu với bạn chồng, biết tôi mà vẫn che giấu. Ngươi còn gì để nói không? Thưa đại nhân, đây là những giả thuyết và suy đoán mà không hề đưa ra bằng chứng hay vật chứng xác thực, thì làm sao buộc tội được ta? Ta sẽ đệ đơn lên kinh nhờ các quan có quyền cao chức trọng xét xử. Ta biết trước ngươi sẽ nói điều này, cho nên ta muốn tạo một sự bất ngờ cho ngươi. Lính đâu? Giả nhân chứng ra đây. Dạ. Đại nhân, ông hãy khai họ tên và tất cả những gì ông biết. Dạ, tôi tên Năm, làm nghề lái đò. Trước đây đội trưởng Lê Đỗ, còn lại đội khó, có nhà tôi hôm đó đưa một người đàn ông tên Thịnh làm nghề khám nghiệm tử thi đi trốn nơi xa. Ông Lê Đỗ có trả thêm bạc rồi bảo tôi ra giữa sông cho ông thêm sơ ý mà dìm chết ổng. Dạ thưa quan, thật tình thì tôi không có muốn, nhưng mà phần vì sợ quay quyền của Lê Đỗ, tôi không dám khước từ. Nhưng tôi là người làm ăn lương thiện, đâu dám ra tay giết người, nên tôi đã thả ông Thịnh và trốn đi nơi xa. Suốt bao nhiêu năm nay tôi không dám lai dặn tới chốn cũ, nay thuộc hạ của Trần đại nhân tìm đến, tôi mới dám quay về trước công đường công khai mọi chuyện. Nói láo! Có phải người đã bị Trần Trung bối chuột mớm cũng ám hại ta? Thưa đại nhân, tôi hoàn toàn không sai bị hoán làm gì. Tên kia, ngươi một mực nói là Lê Đỗ sai ngươi hãm hại ông Thịnh, vậy thì bằng chứng đâu? Dạ, dù tôi có nhận lời, nhận vàng, nhưng không dám làm chuyện thất đức, cho nên suốt bao nhiêu năm trời, cho dù khó khăn, tôi cũng không dám đụng đến số bạc đó. Tôi cố giữ số bạc ở bên mình để có dịp trả lại cho ông ta. Lính, mang bạc lên đây cho ta. Dạ. Đây có phải là số bạc mà ngươi đã trả công cho ông lái đò năm xưa, đúng không? Thưa đại nhân, hoàn toàn bị đặt. Số bạc này là của công đường, phát lương cho quan quân huyện đường. Nếu không phải của ngươi thì ắt là người trong sai nha thôi. Chưa hết thưa ngài. Lính đâu, hãy đưa nhân chứng thứ hai vào. Dạ, thưa quan. Thưa ngài, vì sợ ông Thịnh khai ra vụ mua chuộc sự im lặng năm xưa, cho nên đội trưởng Lê Đỗ đã sai tên này thủ tiêu ông Thịnh nhằm bịt đầu mối. Tên kia, ngươi hãy khai ra mau. Ngươi đã nhận lệnh của ai để giết chết ông Thịnh? Nói mau. Dạ bẩm quan, chính đội trưởng Lê Đỗ đã sai con giết ông Thịnh ạ. Thưa đại nhân, đây là những con cờ trong tay của Trần Trung, hòng khép tội tiểu nhân theo lời khai của Mơ. Những gì Mơ nói rõ ràng không có bằng chứng xác thực và chỉ là trả thù riêng tư, không thể xem như bằng chứng. Nếu có giỏi, kêu Mơ ra đây đối chứng, tôi mới khâm phục khẩu phục. Ngươi thừa biết cô Mơ đã chết, thì làm sao mà ra công đường làm chứng được chứ? Ai đã giết Mơ? Chắc là mọi người ở đây đều biết. Những kẻ có tật thường giật mình, thủ tiêu nhân chứng, hòng bịt miệng để qua mặt pháp luật. Đội trưởng, ngươi nghĩ ngươi là người của huyện đường, nên tưởng một tay che lấp hết bầu trời hay sao? Ngươi chờ đó. Lính đâu? Đưa nhân chứng thứ ba. Dạ quan, dạ quan, dạ. Ông ơi, quan trùng đại nhân đã biết hết mọi chuyện, ông khai ra hết đi để mà con được giảm án. Im đi. Hả? Đội trưởng, nhân chứng này chắc là ông không thể nói ta mớm cung hay là lập kế hại ông chứ. Thưa ngài, tất cả những gì bà ta nói đã ghi rõ trong bản cáo trạng và có điểm chỉ rõ ràng, phiền ngài xem qua và phán xét. Minh Hữu. Dạ.
Lê Đỗ, ngươi còn gì để chối cãi nữa không? Những tội ác của ngươi đã rành rành ra đó, chính vợ ngươi đã khai ra không sót một chi tiết nào. Những ngày tháng đều trùng khớp với nhân chứng khác. Lê Đỗ, ngươi có nhận ra vật này không? Đây là con dao khắc tên Lê Đỗ mà ngươi đã làm rớt lại hiện trường của vụ án. Lúc đó ngươi đã nói với ta rằng trong lúc chạy ngươi đã làm rớt ở đâu đó không hay. Khi ấy ông Thình đã mật báo với ta có một nhát dao đâm chí mạng vào nạn nhân. Ta đã nói lại với ngươi để cho ngươi điều tra vụ án, nhưng ta không ngờ ngươi thủ tiêu ông Thình, bít luôn manh mối. Ngươi còn chối cãi được hay không? Lê Đỗ, ngươi đã lập mưu giết chết thượng cấp của mình là đội trưởng Quỳnh Tiến. Sau đó ngươi tiếp tục hãm hại ông Thình để bít đầu mối, khám nghiệm tử thi, giết chết cô Mơ nhằm che đậy tội lỗi. Du Hoàng hãm hại Minh Hữu, thuộc hạ của Trần Trung, rồi sai người đầu độc tên B, chồng của cô Mơ. Bấy nhiêu tội cũng đã đủ khép cho ngươi vào tội hình cao nhất. Lính đâu? Công hắn lại. Ta sẽ trình bản sớ lên kinh thành, trình bệ hạ phê duyệt xử tội hắn. Còn bà? Dạ. Vì thông dâm với hắn, a tộc với chồng, biết mà không ngăn, thấy mà không cản, ta phán tội 5 năm giam cầm để sám hối chuyện đã làm. Lính đâu? Dạ. Giải hắn vào ngục. Dạ. Minh Hữu đâu rồi? Chắc là Quỳnh ấy còn lưu luyến nơi này cho nên không để rời xa. À, con biết Quỳnh ấy đang ở đâu, con xin đại nhân cho con đi tìm Quỳnh ấy. Ủa, nè. Minh Hữu, Trần đại nhân và mọi người đang chờ Quỳnh để khởi hành kìa. Hay là tôi nói mọi người đợi Quỳnh nha. Quan đã. Hả? Ta sẽ đi cùng mọi người. Mơ à, nếu như có kiếp sau, muội nhớ đầu thai vào một gia đình tốt hơn, để không phải khổ cực nữa nha. Và nếu như có kiếp sau, huynh nguyện sẽ mãi là tri kỷ của muội. Ta đi đây.